đường chắn chân đất thì không có che chắn phía trên, cho nên là chúng ta nhập kích thước ở đây chiều dày có tường mặt là bằng 0, tường móng bằng 0, vì chỉ chắn đất thôi, trên này không có xe chạy. Nếu mà trên này có xe chạy, chúng ta sẽ nhập kích thước chiều dày tầng mặt tầng móng vào. Đây chúng ta nhập mái ta luy đất phía lưng tường, mái ta luy đất phía lưng tường là cái mái này. Mái này thì ở đây bản vẽ này là 1.1 1:1, nhưng mà chúng ta phải chỉnh sửa lại là 1:1.5 mới đúng. Ta luy này chúng ta thấy ta luy này là tương ta luy đắp. Ta luy đào thì 1:1, ta luy đắp thì 1:1.5 mới đúng. Đây chúng ta phải chọn 1:5. 1 chia A là 1:1.5 chẳng 1:5. Chiều dài tính toán đây là 1 mét chiều dài. Thì chúng ta cắt ra 1 mét chiều dài của cái rổ đá để tính toán. Đây, chiều cao đất phía áp lực bi động. Chiều đất phía áp lực bi động thì chúng ta sẽ đo đây. Đây từ đây là phía áp lực bi động. Đây đất phía áp lực bi động ở đây. Đất phía áp lực chủ động ở phía này. Phía bên này. Đây là đo tính này. Đây là không có kết cấu tầng mặt tầng móng. Trọng lượng riêng của đất đắp. Góc nội ma sát đất đắp. Thì ta thấy góc nội ma sát đất đắp này. Chúng ta thấy đây. Đây chúng ta thấy cát. Nội ma sát đất đắp mà cát đi. Cát trong khoảng là 0.55, chúng ta lấy 35, 36. Đây chúng ta lấy 35. Và góc nhóm ma sát đất đắp và thành lưng đất đắp và lưng tường. Thì đây có nói góc đây. Thì do hiệu quả ma sát giữa vật liệu đắp với lưng tường rất nhỏ, cho nên thường gọn chọn cái góc này là thường lấy bằng 0. Đây chúng ta lấy bằng 0, thường lấy bằng 0. Đây góc đất đắp, mái đất đắp thì nó sẽ chúng ta nhập thông số trên này thì nó tính ra đây. Chúng ta thấy đây. Đấy. Góc và lưng tường và phương đứng. Đây chúng ta thấy lưng tường và phương đứng thì chúng ta sẽ lấy cái điểm bình này nối với cái điểm đáy này. Thì chúng ta sẽ có lưng tường. Vì chúng ta đo góc này với góc đứng này, là ra góc này. Thì lưng tường đổ vào với lưng đường mà nghiêng vào bên trong. Lưng tường nghiêng vào bên trong như này. Lực chính đất đáp chúng ta đây lấy đất cát thì chúng ta lực chính khi bằng 0. Và ở đây thì chúng ta thấy chỉ chắn đất thôi. Thì bản vẽ này chúng ta thấy trên này là đất, đây là phần chắn đất thôi. Chứ không có hoa tải, chúng ta có hoa tải chúng ta nhập đây là đây chúng ta nhập hoa tải bao nhiêu ở đây. Đấy. Ta chọn 1 thì nó hiện ra thông số này và tính toán sang bên này, tính toán các thông số này chúng ta. Và nếu mà chúng ta đây thì đưa đáp chúng ta chọn 0 hoa tải và cái cấu đường. Đường cũng là không có. Đấy, trên là không có cái cấu đường. Thì ta chọn các thông số này mà không hết. Okay. Tiếp theo các thông số này thì nó link ở bên kia ra. Hoa tải, tính tải. Đấy.
sẽ sử dụng phần mềm MIDAS để tính toán. Đây, ở phần bên này thì chúng ta sẽ dùng MIDAS để chúng ta tính lực chống trượt, lực trượt, lực các lực như trọng lượng mặt thân này, lực trượt này, mô kiểm tra lật trượt. Thì mình sẽ đi vào giới thiệu sau, bây giờ chúng ta sẽ xem qua dần dần. Chúng ta sẽ sử dụng phần mềm MIDAS để chúng ta tính toán hỗ trợ phần tính toán nhé. Tiêu chuẩn tính toán đây thì chúng ta thấy tiêu chuẩn. Thì tiêu chuẩn đây là tiêu chuẩn cơ sở tiêu chuẩn ở đây thì tiêu chuẩn cơ sở được gọi là tiêu chuẩn chúng ta sẽ có thêm tiêu chuẩn nữa, tiêu chuẩn này thì các bạn có thể chọn làm cả đủ phục được nữa, nếu mà họ yêu cầu chúng ta làm phục được nữa cũng được, thì tạo trọng tác dụng hay là thay đổi từ. Sẽ có lực cảm ứng nhé, các vật liệu có thể có hoạt tải thêm được đáp ứng ngang đáp thì có này, hát lực cho hoạt tải được ấn tiếp thêm, vì nếu mà anh có hoạt tải hát lực 93 thì nó sẽ có hoạt tải thêm nữa, hoạt tải như không lực 93 đỉnh tường trắng đó, nó tăng lên, đấy. Nó đi đáy nó cũng tăng lên, đáy nó tăng lên này. Ví dụ chúng ta nhập đây là, ví dụ chúng ta nhập cái con đường bên này, đấy, cái góc đường này,
sẽ thấy đây là sự quay ra thêm đưa với kép thì là thêm PT ở đây sẽ khác không nhưng thì lớn hơn tuy nhiên ở đây thì trường này thắng nhất thôi và đây là không trường hợp có xe này chúng ta sẽ tính toán thêm một lực để có đất tương đương với xe của xe này nội suy chúng ta đường nội suy chúng ta sẽ chọn khoảng cách từ lưng tường đến từ chắn đến đây sẽ chạy chúng ta chọn là không và không lớn hơn mặt trong không lớn hơn mặt trong khoảng cách từ lưng tường chắn đến lề sẽ chạy lưng tường chắn là đây lưng tường chắn là đây lề sẽ chạy ví dụ như chúng ta có cái chỗ này có xe chạy chẳng hạn bên đây có xe chạy này và thì sẽ lưu là từ đây đây là lề đây đây chúng ta sẽ khoảng cách thank you.
đi. Vuông góc và song song mặt tiếp xúc đất và tường chắn, vuông vuông góc vuông song song được vuông góc với tường chắn móng. Khi mà có các thùng hơi tải trọng này thì chúng ta sẽ đi mô hình Vin Task. Khi mà tính toán xong các tải trọng này thì chúng ta sẽ đi mô hình Vin Task để chúng ta xác định các thông số bên này. Đây chúng ta thấy này thì từ kết quả mô hình Vin Task này xác được này, giữ trọng lượng bản thân rõ đá thì từ này riêng vẫn là vật liệu này. Thì chúng ta sẽ đi mô hình Vin Task. Vì Vin Task thì mình sẽ mở cái fill, mình nhắm mô hình xong mình sẽ mở fill, mình nhắm mô hình xong và mình sẽ đi tiến hành phân tích chi tiết cho các bạn. Và mình sẽ gửi phim Task này ở dưới phần mô tả cho các bạn, để các bạn tải về và tiện theo dõi. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành phân tích chi tiết. Thì đầu tiên vào mô hình Vin Task thì các bạn sẽ tạo nút grid nút. Đây tạo nút 00, đây 00. Đây 00. Nút này nút 00. Đây chờ đây tạo nút 00. Đây với vào thì các bạn sẽ tạo đây là 0. Vị trí là 0 này. 00. Còn grid up đi là tạo nút này. Nút 00 này. Đây nút này chỉ ra nó hiện 00 rồi. Bên này nút 1 là 00 nó hiện chỉ số này.
Đấy. Khi mà các bạn cắm nút xong rồi thì các bạn sẽ tiến hành đi, các bạn tạo đi vật liệu này. Đây, mình mở vật liệu ra các bạn. Đấy, vật liệu rõ đá. Vật liệu rõ đá đây là thì mình sẽ có một cái bảng. Đây tiêu chuẩn là tiêu chuẩn 22 TSN 221 211 93 08. Thì nó sẽ có tiêu chuẩn trong tiêu chuẩn này thì nó sẽ có là xác định chúng ta loại đây mô đun đàn hồi của bê tông nhựa này, rồi bụt, rồi đá cấp 1, cấp 2 ở đây là đây đơn vị ở đây DA Newton trên sang tiếp bình này. Thì DA Newton trên sang tiếp bình sẽ bằng 0,1 MPa. Thì đây đá cấp 1, cấp 2, đây cấp 3 này, đá sỏi trộn nhựa lỏng này, thì có mô đun đàn hồi. Thì chúng ta đối với chúng ta đây đi xuống mô đun các loại bê tông nhựa. Đây là mô đun đàn hồi của đá dăm giá cố này. Đây đây có mô đun đàn hồi của các loại vật liệu này, các khối đá dăm đây. Đấy, chúng ta mô đun đàn hồi của chúng ta là đây là chúng ta thấy đây vật liệu của chúng ta là đá này. Đấy, đá xếp này thì có đá to và đá nhỏ. Đây. Đấy, thì nó cũng tương đương, nó cũng khỏi nói như là một đá dăm, đá dăm lại lớn ấy. Thì chúng ta thấy đây đá cấp phối đá dăm, cấp phối đá dăm ra. Thì chúng ta sẽ lấy ở đây là cấp phối đá dăm, và chúng ta phải lấy mô đun đàn hồi loại đá này là 2500 2500 thì nó tương đương với 250 mega 250 mega thì 250 mà nhân cho 10^3 thì 2,5 nhân cho 10^5 kêu tương trên mét bình. Đấy, hệ số đường ngang không có, hệ số nhiệt độ chúng ta có thể ghi vào đây là để không được, và trọng lượng riêng, trọng lượng riêng của cái đá này thì đối với nó thì nó sẽ bằng không phung, độ chặt tối thiểu của nó là 0,6% của cái độ chặt đá, độ chặt mà nguyên khối của đá là 0,6%. Thì chúng ta lấy đá dăm ở đây là loại chúng ta lấy loại đá hộp 15 cm đi, thì số khối có khối lượng riêng là 1,5 tấn trên mét khối. Thì chúng ta thấy đá nguyên khai nó là 2,7, đã đặt nguyên khai nó vào 2,7, ta nhân với 2,75 nhân 0,6 đây nó là khoảng 0,165. Đây chúng ta đây, đây khối lượng đá hộc 15 cm, đá dăm là 1,55, 3 đến 8 cm. Mà lên 8 cm thì chúng ta sẽ chọn khối lượng chúng ta đây là thiên về an toàn, chúng ta sẽ chọn 15. Vì chúng ta thấy ở đây khối lượng của đá hộc nó thì nó quyết định tới vấn đề đây là lực giữ chống trọng lượng của cái, nếu mà khối lượng lớn thì trọng lượng của cái rọ đá sẽ lớn và lực giữ và chống trượt nó sẽ tăng. Khối lượng càng vậy thì khối lượng càng lớn thì khối lượng riêng càng lớn thì lực giữ càng tăng. Vậy để xét hệ số an toàn của nó thì chúng ta sẽ chọn cái loại đá khối lượng riêng của nó, khối lượng riêng của nó chúng ta sẽ để là đá hộc, loại hộc thì thiên về an toàn nó sẽ nằm giữa, khối lượng riêng nó nằm giữa 1,55 và 1,5. Đấy, khối lượng này thì chúng ta sẽ chọn nó là 1,5 đi. Đấy, chúng
ta sẽ cho 1,5 để thêm an toàn nhé. Ta chọn 1,5 1,5 đây là 1,5 tấn, tấn thì mất khối thì nó ra là 15 kiloton trên mét khối. Ok, thì đây mình có tạo thêm đây là rọ đá, đây rọ đá, thì đây các bạn thấy đây mình có thể tạo, mình tạo thêm một cái điểm nữa, điểm này là tim của cái rọ đá này nhé, đây là tim các điểm này. Đây mình tạo ra các điểm này để chúng ta tạo các điểm này để mô hình chúng ta thấy mô hình của nó này. Đây mô hình của nó đây, rồi nó sẽ như thế này, và hình dáng chúng ta thấy hình dáng của nó sẽ giống với thực tế như đây, giống với thực tế thế này đây, giống thực tế. Và các bạn thấy mô hình của nó thì nó lại, chúng ta sẽ thấy đây nó có liên kết đây, đấy liên kết cứng này, các bạn thấy liên kết cứng, liên kết rigid đấy. Bạn vào bạn đi, chúng ta tắt bạn vào electric link và chọn rigid này. Sau các bạn nối hai điểm này thì nó sẽ ra liên kết này, và chúng ta có một cái liên kết ngàm đây, liên kết ngàm lại đây. Điểm này là mình tạo thêm mục đích của mình tạo thêm một điểm này để nó tính cái moment lật ở tại đây, ở tại điểm này. Đây có cái điểm, thì cái đây mình sẽ đi vào chi tiết để nói rõ cho các bạn. Thì đây mình tạo thêm cái vật liệu đó, một cái vật liệu nữa là vật liệu không trọng lượng, mình cũng để mô đun của nó là mô đun bằng cái vật liệu đá luôn, bằng vật liệu mô đun bằng vật liệu của lọ đá, và mình để đây là khối không trọng lượng, nó không có trọng lượng đây, nó hoàn toàn không có trọng lượng, khối lượng rất nhỏ hay là không có trọng lượng. Mình mô hình đến gì đây, mình tạo một điểm ở đây, tạo một cái điểm ở đây, tạo điểm này, đây có hai điểm, đây tạo cái điểm đây, điểm này thì để lật trùng với cái điểm này, và một cái điểm này là cách một điểm này khoảng rất nhỏ, đây đấy cách đây z là nó cách khoảng 0,001 từ đây đến đây là 0,001, và mình gắn nó đây là nó thấy mặt cắt của nó đây, mặt cắt của nó thì đây mình sẽ bây giờ chúng ta đi vào section, các bạn sẽ tạo ra cái mặt cắt rồi, bạn mở cắt này, mặt cắt một là mặt cắt này, mặt cắt này chúng ta thấy bề rộng của đây là 2m và chiều dài tính toán của nó là 1m. Chúng ta nhập ra sau h là chúng ta nhập h là chiều rộng 2m và chiều dài tính toán là chúng ta nhập 1m. Đây center tiếp theo mặt cắt số 2 là mặt cắt này, đây mặt cắt số 2 là mặt cắt này, cái này hai đây tương tự mặt số 2 cũng đây là từ đây đến đây là 2m, bề rộng 2m, đây mặt ra cũng 2m và h bằng 2 1, center ok, và 3 mặt cắt số 3 chúng ta thấy mặt cắt số 3 thì chúng ta chọn đây là bề rộng đây là từ đây đến là 1m và chiều dài tính toán của nó là bề rộng 1, chiều dài toán 1, center okay. Và cái mặt cắt này, cắt này tạo ra là mình gắn cái này, gắn này thì là chúng ta các bạn nhìn phóng lên nhìn hình này thì không thấy cái điểm này giống như một điểm thôi, nhưng mà cái mẹo của mình ở đây là mình dùng cái thủ thuật này để mình tự xác định moment lật tại cái điểm này cho mình,
30 đáp mình nhập thủ số một vài lần luôn, lát nữa mình sẽ nhập, mình sẽ xem đội lực và nhập thông số cho các bạn. Ở cái phần này kiểm tra từng trái ngọn đá. Đây thì là các bạn sẽ làm theo như mình để tạo thành mẹo để bạn tính. Thực ra cái điểm này nó phải chính xác là phải trùng với cái mép này. Đấy, các bạn sẽ đo tọa độ. Đấy, mình đo tọa độ nhưng mà tọa độ các bạn phải để. Đây thì mình tọa độ đây mình để kích thước 2 dấu phẩy sau. Cho nên là chúng ta phóng lên thì chúng ta thấy nó sẽ có chất đổi tranh. Nhưng mà chúng ta thấy đổi tranh từ đây đến đây, từ đây điểm này đến đây là 0,001 nhé. Thì đến đây đến đây, từ đây đến đây số mô là một sự khoảng cách rất nhỏ, 0,0001. Đấy, mình để hai dấu chấm cho nên là nó sẽ có khoảng cách một tuyệt đối cho các bạn. Để dấu phẩy này thật dài sau thì nó sẽ gần như chắc này. Tiếp theo là mình đi mặt cắt này thì các bạn thấy đây mình để bề rộng của này là từ đây đến đây là 0,01 là kích thước rất nhỏ và chiều dài tính toán nó là 1 mét. Đấy, mình chỉ nhập kích thước nhỏ thôi. Và lưu ý là cái này chỉ phụ trợ thôi, cái này là chúng ta gắn vật liệu của nó này là khối lượng rất nhỏ, tức là ở đây là không tính trọng lượng. Width density này là không, nó chỉ có module, chúng ta sẽ nhập module để bằng module của tọa đá luôn. Đây thì chúng ta thấy đây là display, chúng ta sẽ ăn display nhất tắt cái này thì các bạn đi vào lại đây thì đây là đây mình sẽ gắn một cái ngàm của nó đây. Nice. Thì mình sẽ gắn một cái ngàm tại cái điểm này đi under ngàm và electric link đây thì có thể đấy gì hết link, mình tạo gì hết link cái cứng để nối một cái khung mà chúng ta không để rời rạc như thế này được. Điểm này rời rạc như thế thì phần mềm nó không tính toán được, nên chúng ta phải khai báo là nó có sự liên kết cứng giữa cái điểm này và điểm này thì phần mềm mới tạo thành một cái khung hoàn chỉnh và tính toán được. Đấy, từ đây nối ra đây là reheat link. Ok thì đặt đây. Thì tiếp theo là chúng ta sẽ đi vào, chúng ta khai báo tải trọng bản thân. Bên đây tải trọng bản thân thì các bạn tạo cái đây, chúng ta sẽ tạo ra hai cái loại tải trọng là tải trọng bản thân và tải trọng EH. Tải trọng EH là tải trọng của lực đẩy, áp lực bị động, áp lực chủ động á. Đây chúng ta thấy đây là bảng tính toán của chúng ta sẽ có tải trọng của chúng ta sẽ nó tổng hợp ở đây chúng ta sẽ gồm là tải trọng bản thân này, LDC này, áp lực EH này, các giá trị tại đây thường nhận đất không khó hòa tải nên là các giá trị này là không hết rồi. Có EH đây là SH chủ động này và EH bị động này. Đây, chúng ta sẽ chọn có hai loại tải trọng EH và bản thân. Thì ở đây nếu mà có hòa tải xe thì chúng ta sẽ tổ hợp các tổng hợp các cái hệ số này, nhưng mà đối với tường chắn này chúng ta thì chắn đất thôi. Tường chắn đất thì chúng ta sẽ không cần hệ số tổng hợp các hệ số đấy. Thì chúng ta để đây là tải trọng bản thân là trường 1. Thế còn tải trọng EH thì chúng ta sẽ nhập này. Đấy. Thì đây là một cái khung này nó bị lìa gãy tại các vị trí này. Cho nên là các bạn phải gắn giá trị đây. Đây thì mình có, thì các bạn sẽ nhập các thông số
Thì mình ở đây mình trong quá trình làm này mình đã tạo thêm, các bạn sẽ đo các kích thước này đây, các bạn sẽ đo các kích thước này đây, là từ cái điểm đỉnh này cho đến các điểm này, các điểm này đây, kích thước này và nhập vào đây là 0,9872 đấy. Kích thước thứ nhất là 0,9872 đây, tiếp theo kích thước thứ hai, thì các bạn đo đấy, từ cái điểm đỉnh này, cũng là điểm đỉnh này cho đến cái điểm này thì nó là 1,029 đây, 1,029. Tiếp theo là 2,0145. Mục đích các bạn đo từ cái điểm đỉnh đến các điểm này, từ đây đến đây này h là bao nhiêu, từ đây đến đây h bao nhiêu, từ đây đến đến đây h, đây h bao nhiêu này, mình đo từ đây đến đây nữa, từ đây đến đây nữa, tức là từ đây đến đây chúng ta chỉ cần đo từ đây đến đây thôi, và từ đây đến đây, từ đây đến đây không cần từ đo từ đây đến đây nữa. Nhưng mà trong cái bảng tính toán này thì trong cái bảng tính này thì mình đo hết luôn đấy, mình đo từ giữa này đây, 1,2,0155, 2,0155. Tiếp theo đây, điểm, từ đây từ điểm đỉnh này đến điểm này là 2,96037, 2,96037. Tiếp theo từ đây 3,02, 3,0021 đây, 3,0021. Ok, thì các bạn nhập các thông số này vào thì nó tính đo và nhập, cái này là chúng ta nhập vào, chúng ta đo đấy, chúng đo các khoảng cách từ cái điểm đỉnh này đến các điểm này để chúng ta tính h, và nó sẽ tính tự động thay các giá trị này đây, và tính tự động chúng ta, và chúng ta sẽ đi nhập các giá trị này vào đây thì chúng ta thấy tại điểm đỉnh này thì giá trị nó sẽ bằng không à. Lực áp lực ngang thì chủ động đến xác định áp lực ngang chủ động thì nó hướng từ bên này, hướng từ từ đất bên này đẩy sang đất, từ phía đất đẩy ra ngoài đây, áp lực chủ động đấy, ta lực ngang từ bên này thì sao, bên này là áp lực chủ động, còn áp lực bị động đấy thì nó sẽ có đấy, từ đây từ bên này để sao, bên này sao áp lực chủ động đấy, thì ta thấy đấy, ta thấy áp lực nhà lực này bên này để sao, rồi sang bên này các thông số đây là 8,852, thì đây phần mềm chúng ta đã nhập các thông số là 8,852 ở đây chúng ta thấy. Ta nhập các thông số này, tám phẩy tám năm hai này đây, nhưng mà nó ở đây hiện thị, nó chỉ hiển thị là 8,9 thôi, chúng ta nhập đúng rồi. Thì không, để các bạn gạt cái gắn cái lực này của nó trên vào, các bạn vào lót, các bạn vào element line lót, line beam lót này, cả bạn chọn eh, các bạn chọn giá trị đây là đây, chơi giết loát bạn chọn đây bằng 1, đây là phương x, các bạn chọn đây là giá trị đỉnh là bằng 0 này, giá trị đây là trừ 8,852, sau các bạn kích hai điểm, điểm đỉnh và điểm này thì nó tạo ra các bạn điểm như thế, tương tự ở đây các bạn tạo như thế, làm tương tự. Thì ở đây là 9 và âm 9,2 này, 9,2 này, đây là 18 này, 18 này, 26,9 này, 26,545, 26, đây, điểm này là điểm, điểm này đây, điểm này là 26,9, điểm này là 26,9, thế còn điểm này là cao hơn, thì là 26,545.
26,55 đấy. Đúng rồi, 26,55 điểm cao hơn, điểm này thấp hơn thì 26,9. Đấy, 35,9. 35,9 này. Đây thì còn áp lực, đây áp lực chủ động. Chủ động thì nó áp lực bị động thì nó hướng từ bên này sang. Đây chúng ta đây. Hướng từ bên này sang. Khi áp lực bị động thì nó thay nhập đây. Trên đỉnh là 0, ở dưới là 70,685. Tương tự nó không vào lót nên là mình bìm lại lót, bìm lót được lại lót được, xong các bạn vào đây, xong các bạn vào x phương x này. Thì các bạn nhập được 1 đỉnh bằng 0 đấy, thì bạn phương này 70,7, dương ta chiều dương, chiều dương từ trái sang phải, chiều âm mà từ phải sang trái là âm. Cái áp lực bị động là theo chiều dương thì 70,7. Bạn chọn hai nút, nút này và nút này, nó ra hình như này. Đây là các bạn đã nhập lực EH. Khi mà các bạn đã nhập xong cái lực EH này thì các bạn sẽ đi F5 tính toán chạy chương trình. Thế là ok. Các bạn chạy chương trình, chạy chương trình. À, mình sẽ cho các bạn xem cái hình 3D của nó. Đây, hình 3D của nó. Đây. Đây, hình 3D của nó đây. Có những cái tôn và chuột sửa thì chúng ta xoay. Hình 3D của nó. Thì giờ chúng ta có thể cứ đánh lên 1 mét. Tiên là kiểm tra ổn định trượt bình thường trên mặt đất thiên nhiên, thì đang ổn định trượt trên bằng F chấm trượt chia F trượt. Thì đối với hình trong trượt thì thường trắng bóng đá sử dụng lâu dài thì K lớn hơn bằng cái số an toàn lớn hơn bằng 1,5, thì còn cái hồ ngắn hạn lớn bằng 1,3. Đây hệ số ma sát, đây lực chống, lực chống trượt đây F lên giờ, và đây lực trượt đây. Được trượt thì có cái hình này, thì cái thức này thì mình đã tính đoán bên kia rồi. Thì bạn mô hình để số đây là để nhân cái thương này để được vị kêu tên thêm nhé. Đây thì có hệ số đây, thì bạn thích chọn bạn đất nền móng và bạn đất nền móng là đất. Ví dụ đây thì đất gì nó lẫn của cuộn. Thì các bạn nhập. Các bạn nhập được. Đẹp chúng ta. Đây là tay chúng ta. Chọn bản thân kia. Đất gì nó lẫn của cuộn. 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 Đây là đất gì nó lẫn của cuộn. Chúng ta tính toán sơ độ sơ bộ.
vào mid đáp tiếp nhé. Các bạn chọn mình cứ thử là SH này, bạn chọn SH xong, SH xong các bạn cũng chọn FX nhé, các bạn apply đấy các bạn. Nên mình sẽ thấp hiển thị của cái mấy cái lực này đi nhá, ăn đi lại. For gram lực cái trượt chọn EH FX đây thì mình chọn là khoảng 10 thôi. Lực cái trượt thì bạn chọn đây là ở đáy nhé, các bạn đáy này bọn đây là từ cái quả mô hình với đan, bọn chọn ở đáy lực gây trượt là FZ, bọn chọn FZ nhé đấy FZ, các bạn đây thấy thông số đây là 36,4, tại đáy là đây các bạn chọn đây là 35,5 và đây 36,4, các bạn lấy 36,4 nhé. Thế đây bằng 1 đấy, đấy và 6,4 này, các bạn sẽ lấy đây 35,9 còn 6,4, các bạn nhập lực gây trượt là 35,6,4 và 6,4 thì nó sẽ tính cái số ổn định cho chúng ta đây. Thì đối với cái trường hợp này, trường hợp dài hạn, lò đá dài hạn thì không đảm bảo. Tiếp theo kiểm tra ổn định lật là thì cũng bằng 10 mét đát, chúng ta sẽ vào moment chọn moment đây, đây thì moment giữ lực giữ này, tổng moment chống lật này, moment lật này, giữ này, đây moment tổng moment giữ này để chống lật thì chúng ta chọn MI, ta chọn bản thân và chúng ta sẽ chọn đây đéo MI bản thân, nó sẽ cho đây giá trị của moment chống lật là 149,4 đấy, chúng ta nhìn 149,4, chúng ta nhập moment chống lật 149,4 và moment lật thì chúng ta sẽ vào EH chọn M, cũng chọn M apply, đây là trừ 76, và lấy giá trị tại vị trí này á, đây là vị trí lật tương đứng với vị trí này, em mô men chống lật khi lật nó xoay trong quanh điểm này, đây mô men chống lật là từ 76, ok nhập với từ là 76 thì nó có này tính chỉ số của ta. Thì đối với giải đá lộ đá dài lâu dài này hạn ấy, thì nó lớn hơn bằng 2 và đây không đảm bảo, bé hơn 2. Tiếp theo kiểm tra khả năng chịu lực của đất nền này, thì từ các thông số trên kia thì tính e độ lệch tâm này, độ lệch tâm từ các thông số này từ kia linh xuống thì nó tính ra e chúng ta đây e, và nó so sánh với b chia 6 đảm bảo phải lún đeo e phải thỏa mãn. Và tiếp theo là chúng ta sẽ kiểm tra cường độ của đất nền, các thông số tính toán ở trên N, G, B, E thì nó sẽ tính ra cường độ của đất nền, lực tác dụng của đất nền là ứng suất lớn nhất tác dụng đất nền là đây, tiếp theo xác định sức chịu tải của đất nền móng. Mức sức tải của nền móng này thì đây lên lý thuyết này, còn tính toán thì chúng ta sẽ xác định các hệ số bên kia linh sang đây đấy, các hệ số bên kia linh sang và hệ số này thì nó tự hoàn toàn
link sang và hero nó tự cần nhập thì mình sẽ để đây màu đỏ, hero cần nhập vào màu đỏ thì các bạn thấy đấy, K1 này các bạn thấy đây, đối với đất hòn lớn, đất cát trừ cát bụi thì sẽ chọn vào 0.125, theo đối với cát bụi hoặc đất sét thì 0.05. Thì bạn chọn đây, mình đây là đất này là đất lẫn sỏi cuội cho nên là 0.125, 0.125. Thế còn đây là K2 là đây là đất cát sét thì 0.2, nền sét, đất nền là sét 0.15. Đất hòn lớn và đất cát, đây là đất mà đất lẫn sỏi cuội, sỏi cuội cho nên là tôi chọn 0.25. Thì cho hai số này xong thì rất tính chúng ta tra được R0 thì chúng ta thấy đối với đất chúng ta là đối với đất lẫn sỏi cuội chúng ta đây đây là nó xét đây đây là R0 đây này R0 đối với đất sét này, nền bóng đất sét đối với đất lớn và đất cát thì họ đã đất sỏi sạn đây thì thành đây bằng 600, R0 bằng 600 đây là nhập vào đây là 600 trăm k kilopa thì kilopa thì ra tính ra đây quy đổi là 600 kilo tấn mất mình thì chúng ta nó sẽ tính giờ chúng ta nhớ tính giờ chúng ta giờ là cường độ đất nền ạ, cường độ nền nó lớn hơn cái công suất gây ra lớn nhất, lớn hơn hoặc bằng đất nền đảm bảo chịu lực. Thì đây là mình chọn 100 là 100 này không đảm bảo chịu lực, đây là 600 đảm bảo đất nền đảm bảo chịu lực. Đây bạn nếu mà bạn chọn hệ số này thay đổi số này thì giá trị đây thay đổi này. Đó thì đây thay đổi thì được cái này thay đổi các bạn chọn không, thế còn K2 đây các bạn chọn K2 thì thay đổi phần nơi này là K2 là ảnh hưởng đến độ sâu đập bóng, đối với trường hợp bóng đặt sâu hơn 2m thì ảnh hưởng K2. Thế đây công thức này nó đều tính toán ở đây hết rồi, công thức này thì nó chọn đây giá trị này nó link ở bên này rồi và đây thì các bạn không được xóa, không xóa link ở đây rồi. Ok rất nên là bảo thì với cái bảng kiểm tra này, với cái bản vẽ này thì đầu tiên ở đây là người thiết kế đang thiết kế với tỷ suất đối dốc là 1:1, các bạn 1:1 nhé, thì các bạn sẽ nhập đây 1:1 đây, các bạn nhập số 1 ở đây thì sẽ dẫn đến một hệ quả là tính toán hệ số này nó không ra hệ số này vì các bạn nhập sai góc nhập đây nên là không ra KA được. Hệ số này là đối dốc này là các bạn chọn sai thì nó không ra KA được chúng ta đây, vì căn bậc hai của cái này là giá trị âm nên nó không ra được đấy, cho nên là các bạn ở đây các bạn đối hệ số này nó ảnh hưởng đến góc beta này
Hoặc beta quá lớn là 4, một tỷ số 11 là 45 độ này quá lớn. Thì không tra ra được KA chúng ta. Đây đây là 1,5. Trong thiết kế đường thì đối với đất đắp thì mái đắp thì tỷ số của nó là 1 trên 1,5, thế cứ như là mái đào là 1 trên 1. Thì ở đây với lại góc dốc mà càng lớn thì áp lực góc dốc này càng lớn thì áp lực nó tác dụng lên cái tường chắn này càng lớn. Thì mình sẽ cho các bạn xem. Góc dốc beta mà càng lớn thì áp lực tường chắn càng lớn. Đây, mình sẽ để đấy các bạn này. Đây, khó khăn à. Góc beta này nó sẽ bé hơn là bằng phi này. Các bạn thấy đấy, beta bằng 20, phi bằng 15. 15, 15 thì có giá trị, nhưng mà beta lớn hơn 25 thì nó không có giá trị. Nó không có trị. Đấy, mình thấy beta, góc beta càng lớn thì giá trị càng lớn này. Đây, 0,18, 0,19, 0,22, 21, 22, 24, 26, 3, 19 này. Tăng dần. Tương tự nó tăng dần hết. Đấy, 0,3 không? Giá trị tăng dần. Bên... Cho nên là nhận thức kết quả là các bạn mà làm giá trị đối dốc 11 này thì áp lực đất sẽ lớn lớn. Không đảm bảo. Thứ nhất là không ra cả hệ số chủ động như chúng ta. Thứ hai là nó không đảm bảo an toàn. Đấy, thì đây chọn là 1,5, 1 chia A, 1 chia 1,5 beta. Đất càng thoải càng tốt. Thì đối với cái bản vẽ này thì nó thấy à, mình hồi nãy đây các bạn phải xác định tọa độ nhá. Bạn đấy tọa độ điểm này làm gốc này. Thì bạn đo phương Z. Đây là tọa độ Z. Z của các điểm này. Lúc vô hình các bạn về tạo các điểm này xác định tọa độ điểm Z và tọa độ X để chúng ta mô hình. Này từ đây này, điểm này điểm gốc này. Đây, X là không phải mấy này. Các bạn đo ra, các bạn đo ra thì mô hình vào mới đắt. Đấy, các bạn xác định tọa độ các điểm này, điểm này đây chỉ vào này này. Các bạn thấy đây là dưới này nó hiện thị nút 2 0,164 và x là 0,164, y là 0 và z là 0,987. Đấy, các bạn xem đây, mình đo đây là 0,164 nhé, đây là 0,987. Ok, điểm này tiếp theo nhé, đây là 0,410 và 0,945. Đấy, chỉ vào đây là nút 3 là 0,41 này, 0,945, 0,945. Ok, thì tương tự nút này đây là 0,576 và z là 1,932 này. Không phải 576 mà nút 4 không phải 576 không 1,932. Bạn chỉ nhập nhiều vào đây nhé. Ok, tiếp theo điểm giữa này. Đây là điểm tiếp theo này, 0,738 và 2,918, 0,738, 0,739 đấy, 2,919 này, làm tròn lên này, 2,919. Điểm này thì là 0,494 và 2,959. 0,944, 2,42. Tiếp theo điểm này 0,655 và 3,947. Đây 0,655, 3,947. Ok, đây là mô hình các điểm nhé.
thì đối với cái bảng tính tính toán của cái cấu này cái cấu thường ngắn rọi đá thường ngắn rọi đá này thì nó không đảm bảo. Thứ nhất là đôi gốc phải thay đổi là 1/1.5 và kích thước độ nghiêng các bạn phải thay đổi làm sao cho một là độ nghiêng tăng độ nghiêng của cái rọi đá này nó nghiêng. Thì các bạn nào nghiêng nghiêng hơn nghiêng vào hơn nữa hoặc là các bạn tăng kích thước của nó lên một kích thước này là nếu mà ấy rồi thì chúng ta tăng độ nghiêng ngoài này bạn đang tăng độ nghiêng của từng độ đá lên để đảm bảo sao để đảm bảo thứ nhất là cái hệ số trượt này nó phải tăng lên này tăng lên một nếu mà lâu dài độ đá lâu dài nó tầm 1.5. Thế còn để ngắn ngắn hạn thì nói chung là nó tương đối ổn định rồi một phần gần 1.3 tăng độ nghiêng là lên ra tăng lên để nó bảo đảm bảo ổn định về lật này thái lâu dài này. Ok thế còn là tương đối đấy thì đối với cái bài toán của bạn này thì một là bạn tăng độ nghiêng lên một chút hai là bạn thay đổi cái 1/1.5 chứ không phải là 1/1 nữa. Ok cái bài này 1/1. Ok vậy là mình đã trình bày xong với vấn đề là tính toán rọ đá bằng phiếu Excel kết hợp với DAT bằng tiêu chuẩn Việt Nam. Thế thì mình tham khảo lấy các tiêu chuẩn đây tiêu chuẩn 22 TCN 2211 cái quá trình làm phim của mình thì mình đầu tiên mình sẽ sưu tầm tài liệu đọc hiểu và mình sẽ lựa chọn tài liệu phù hợp để đọc. Đây là quá trình. Ok cảm ơn các bạn đã theo dõi và chúc các bạn một ngày làm việc vui vẻ. Mình sẽ để thông tin liên hệ ở dưới video, các bạn có nhu cầu hoặc có ý kiến gì thì có thể liên lạc với mình qua Facebook. Ok cảm ơn các bạn, chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video sau.